Vâng, mệnh danh là vua sân khấu. Hôm nay em thử nghe ngao một đoạn xem có đúng là vua sân khấu không bác nhá. Vâng, em thử giáp thử một đoạn để các bác thẩm âm xem có đúng không nhá. Cao JBL Hoàng Mai được tư vấn trực tiếp.